quyển 1 chương 1, nghe chọn bộ tại mê audio com Thanh thiên bạch nhật, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Các nô lệ ngẩng đầu nhìn về hướng bầu trời, chỉ thấy trên trời có một khối ánh sáng đỏ tươi, đang bay về phía ngọn núi này. Bọn họ nhao nhao e ngại né tránh, cẩn thận mà sợ hãi, rụt rè trốn tránh sau lùm cây giò xét khối ánh sáng đỏ kia, khối ánh sáng đỏ vừa chạm đất gây ra một cơn chấn động, sau khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, hiện ra một nữ tử thân mặc trường y màu đỏ cánh tay áo rộng nằm sấp trên mặt đất, mái tóc dài hơi che nửa mặt. Xa xa xem không rõ ràng. Một vài tên nô lệ to gan cẩn thận dè dặt dựa sát vào nhau tiến đến xem nàng, nhìn thấy rõ nữ tử kia lộ ra một tai thú nhọn hoắt màu trắng, một trận thét chói tai truyền khắp sơn dã. Yêu quái! Có yêu quái a, à, nàng là bị những tiếng ồn ào kia làm bừng tỉnh. Cô ích mở mắt ra, chống tay ngồi dậy, quay nhìn hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên sừng sốt, giờ phút này nàng đang ở dưới một gốc cây già xung quanh là núi rừng. Cách đó không xa mà một đồng ruộng vừa mới khai khẩn được một nửa, trong đó là những nông cụ hình thức quái dị phong cách cổ xưa tiếng ồn ào càng ngày càng gần nàng nhất thời không rõ chính mình đang ở chỗ nào không tự giác quay đầu nhìn về chỗ phát ra thanh âm ánh vào tầm mắt chính là một đám nam nhân trước bụng chỉ mang một cái khố để che đậy thân thể bọn họ đầy dẫy những hình xăm dữ tợn màu xanh vừa nhìn thấy tầm mắt nàng lập tức hốt hoảng thét to yêu quái chính là yêu quái nàng nghe không hiểu bọn họ đang kêu la cái gì nhưng có thể cảm giác được bọn họ có bao nhiêu là hưng phấn xem diện mạo bọn họ là người á châu nhưng ừ nhưng riêng cách ăn mặc đặc sắc khiến cho bọn hắn càng giống như là một đám người nguyên thủy chưa khai hóa nàng thở sâu nở một cười khoe ra hàm răng hoàn mỹ tê tắn hi các ngươi hảo xin hỏi đây là chỗ nào yêu quái nói chuyện đôi mắt ả à màu vàng ả à đang niệm chú muốn nguyền rủa chúng ta cô ích phát hiện nhóm người này tự hồ càng thêm hưng phấn kêu lên nàng đứng lên đi từng bước về phía bọn họ đối phương lập tức lớn tiếng kêu sợ hãi run rẩy nhanh chóng lui về phía sau vài bước nàng chỉ có thể dừng bước lại buông tay được 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 ta không qua đó nữa vậy có thế xin hỏi một chút các ngươi có biết nói tiếng trung quốc các nô lệ nhìn chằm chằm nàng yên lặng lại lui từng bước nàng chỉ có thể lúng túng bảo trì trầm mặc cùng bọn hắn đưa mắt nhìn nhau. Thầy mo tới, thầy mo tới. Một lát sau, bên ngoài rừng lần thứ hai vọt tới một trận ồn ào náo động, lần này thanh thế càng lớn, cô ích nhìn thấy nhóm nam nhân mặc khố lúc nãy nhao nhao khiêm tốn quỳ phục trên mặt đất. Đầu dán chặt lấy mặt đất, nhanh chóng giặt sang hai bên. Theo giữa đường mà bọn họ tách ra, một lão già mặc trường y màu đen đi về phía nàng cô ích ngạc nhiên nhìn thấy lão già nâng ngón tay chỉ một gã nam nhân trong nhóm người đang quỳ chỉ thấy gã kia chìa tay về phía nàng bắt đầu kích động huyên thuyên nàng vẫn là có nghe không có hiểu bất quá nụ cười hẳn là ngôn ngữ thông dụng trên toàn thế giới nàng chủ động lộ ra nụ cười vô hại với lão già kia người hảo lão già kia chậm rãi từ đầu đến chân tinh tế đánh giá nàng, cặp mắt lưu lại tại đôi đồng tử màu hổ phách đồng tử cùng với đôi tai nhọn lông mềm như nhung, sau đó quát yêu nghiệt. Chớ có càn rỡ, nàng nhăn mày, tuy rằng không thích cái cảm giác bị xem kỹ như phạm nhân, nhưng cũng kiềm chế bất mãn xuống, như cũ bảo chỉ ôn hòa vô hại tươi cười, xin lỗi, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ta không có ác ý gì, chỉ là muốn biết rõ đây là nơi nào. Các người có người nào nghe hiểu tiếng Trung Quốc không? Dứt lời, lại thấy người xung quanh lui càng xa, từng đôi mắt tràn ngập địch ý và hoảng sợ nhìn nàng chăm chăm. Nói chơi, nàng chưa có lộ ra bộ mặt hung dữ gì mà bằng bằng. Trước mắt lão già thấy nàng mở miệng liền lập tức trầm lạnh mặt xuống, tóc rối bù, tay cầm mê mời bạn đọc tiếp tại trang. Chớ cười ta hồ vi trang ba tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện kênh truyện HTTP m khu tai game.com doc chú yên 940 cho kiwi trừ 3 HTML thăng ixzz2ybs2a3p chùa nhảy lên vũ đạo kỳ dị. Các nô lệ phía sau lão thầy mo trầm mặc, may mắn nhìn thấy tình hình thầy mo và yêu quái đấu pháp, nữ yêu vừa mới niệm chú, thầy mo liền bắt đầu dùng toàn lực áp chế lời rủa của nàng. Nhưng tâm nữ yêu thật ác độc vẫn tiếp tục mở miệng niệm chú giết bọn họ. Cô ích thấy lão già kia bắt đầu nhảy như điên chung quanh nàng, trên trán không ngừng tuôn ra hắc tiến, ơ, ngươi hảo. Lão già không chút lịch sự, càng nhảy điệu múa trừ ta càng hăng. Này, ta nói, càng tiếp tục nhảy sung hơn. Này, ngươi bị gì vậy? Càng nắm chặt mai rùa nhảy càng thêm điên loạn cô ích chỉ cảm thấy sợi dây thần kinh trong đầu mình đứt phượt một cái đột nhiên đưa tay đoạt lấy mai rùa trong tay lão già cố dặn thêm một nụ cười méo mó xin hỏi trước tiên có thể dừng nhảy một chút nghe ta nói chuyện được không toàn bộ hiện trường thoáng chốc yên ắng một giây sau tất cả mọi người xung quanh đều hét lên thảm thiết hoảng sợ u té chạy đi này a à không đến 10 giây, chung quanh cô ít không một bóng người, chỉ trừ lão già bị nàng đoạt mai rùa đang đứng lặng người ở đó ngớ ngẩn không nói một lời. Giật lấy mai rùa của lão đối với lão đà kích lớn như vậy sao? Nàng duỗi tay đưa lại mai rùa cho lão, cái này đối với ngươi quan trọng vậy sao? Xin lỗi, ta không cố ý, bây giờ trả nó lại cho ngươi lời nói chưa dứt, trước mắt đột nhiên nổi lên một trận gió, hai gã nô lệ đi mà quay lại, bay nhanh tới mỗi người cắp một bên nách lão già kéo phăng đi như một tia chớp. Ơ ờ này, trong rừng hiện giờ chỉ thừa lại nàng một người, cô ích đi một vòng trong khu rừng rộng lớn này, càng ngày càng cảm thấy quỷ dị. Lưu lại trong rừng là những công cụ cấy ruộng đốn rừng làm bằng đồng thau hoặc làm bằng đá, không phát hiện dấu vết có thiết nhôm nàng đang hoài nghi hiện tại mình có phải đang lưu lạc tại một nơi hoang dã hay không không biết rõ có lãnh thổ một nước hay không trước khi hôn mê ấn tượng của nàng là tầm nhìn bị bao phủ bởi một ánh sáng màu đỏ đậm chẳng lẽ nàng bị hòa tinh nện một con chim trĩ sắc thái diễm lệ bức người đột nhiên từ trên ngọn cây bay đến bên cạnh nàng là ngươi sao nghe đến thứ ngôn ngữ xa lạ giống như của đám người kia vừa rồi là con chim chỉ nói chuyện, hay là nàng nghe lầm. Trời, có lẽ mình, ngay sau đó, con chim chi hóa thành một thiếu niên, hắn trải lấy bím tóc, kết thành một búi tóc nhỏ, một cây châm màu xanh nhạt cài xuyên qua búi tóc. Làn gió nhẹ nhàng thổi phất qua y phục của hắn, làm lộ ra đôi hài vảnh hình hoa văn dưới chân. Ngươi, ngươi, một màn không thể tưởng tượng này làm cô ích cứng họng này. Này hẳn không phải là ảo giác rồi thiếu niên bĩu môi thượng hạ quét mắt liếc nàng một cái hoa văn rực rỡ trên áo lộng lẫy vô cùng thực là phiền toái xem tới nàng ngôn ngữ không thông chỉ có thể dụng tâm truyền lời tới tâm trong đầu cô ích bỗng nhiên vang lên giọng nói xa lạ của gã thiếu niên người chính là hồ ly tinh trong truyền thuyết nàng trực giác khinh bỉ trả lời người mới là hồ ly tinh cả nhà ngươi đều là hồ ly tinh thiếu niên càng khinh bỉ hơn nói ta là chỉ kê tinh Hát, chưa bao giờ gặp qua hồ ly tinh vừa ngu vừa già như vậy, thậm chí ngay cả dòng tộc cũng không phân biệt rõ ràng. Sau đại chiến viễn cổ thiên hồ đã mang theo tộc nhân đi thanh khâu, từ đó hồ ly tinh liền trở thành cường đại yêu quái chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Lần này nếu không phải nữ oa nương nương hạ chiếu, sợ là vô pháp đem thiên hồ thỉnh rời núi. Chỉ là, hắn ra sao cũng tưởng tượng không đến, hình dạng của thiên hồ lại là như thế này. Già, mặt cô ích hiện lên vài khe nứt ta. Già, đại nương, thiếu niên kia vảnh vảnh khóe miệng lên, hay là gần đây thanh khâu lưu hành loại mô đen này. Quyển 1 chương 2, đại nương, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Đại nương. Cô ích dằn nén xúc động ngửa mặt lên trời thét dài, thân là phụ nữ thành niên đầy lý trí, cái tên tiểu quỷ lông còn chưa mọc đủ này làm gì có khiếu thẩm mỹ thưởng thức mị lực của phụ nữ chín chắn. Thôi, đi đường của chính mình, mặc kệ tên tiểu mau chưa ráo máu đều này ôm tiểu bạch lô ly đi bằng bằng thăng, người đã đã đúng hẹn đến đàm, vậy liền theo ta đi gặp Ngọc Tì Bà. Ngọc Tì Bà, nàng triệt để lờ mờ ta nói, có phải người nhận lầm người? à không nhận lầm yêu rồi không thiêu niên nhẫn không được nhắm mắt lại cần ta nhắc nhở ngươi không phải nửa tháng trước ngươi gửi một bức họa của ngươi từ thanh khâu tới cho ngọc tì bà sao chỉ là trên bức họa tuy nói cũng xem như mỹ nhân nhưng tuyệt đối trẻ hơn nhiều so với ngoài đời từ thanh khâu này bị lặp lại đã hai lần hơn nữa yêu quái thiếu niên trước mặt không cho nàng phủ nhận kiên trì nói nàng chính là yêu tinh cố nhân đến từ thanh khâu từ lúc hôn mê tỉnh tại đến giờ cô ích liên tiếp gặp những chuyện kỳ quặc quái gở khiến cho cô không khỏi luống cuống, ngươi. Đát kỷ, thiếu niên nói tiếp, ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu chiếu thư của nữ oa nương nương, nhưng nữ oa đã tuyển định, tuyển chọn cộng quyết định ba người chúng ta. Chuyện này không phải ngươi một người có thể đối kháng, hãy nhanh chóng theo ta tới hiên viên mộ đợi mệnh. Đát kỷ này là yêu cơ có tiếng độc ác nhất trong sử sách, đại danh thực là như sấm bên tai bằng bằng, cô ích cơ hồ như gà nuốt dây thun, người nói ta là nàng. Thiếu niên kia bực mình nói, ta không có hứng thú giỡn chơi với ngươi hôm nay ngươi không thể không đi, dứt lời, hắn chế trụ cổ tay cô ích nhảy lên mây đằng vân. a à, một tiếng thét trói tai vang tận mây xanh giữa không trung cách mặt đất hơn mười trượng thiếu niên như cụ vững vàng đứng ở đám mây nhưng cô ích bên cạnh hắn thân thể lơ lửng ở giữa không trung toàn thân toàn dựa vào cánh tay phải bị thiếu niên chế trụ mà chống đỡ gió mạnh trên bầu trời kéo chặt vạt áo và mái tóc dài của nàng làm xương bả vai nàng đau đớn muốn nứt ra người không có pháp thuật sắc mặt thiếu niên bỗng dưng biến đổi âm lãnh nhìn nàng chằm chằm đến tột cùng ngươi là người phương nào Giờ này khắc này, nàng tin tưởng nếu nàng dám mở miệng nói một chữ không, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự buông tay ra, ngã chết nàng. Đã đến đường cùng, có lẽ trong thời điểm sinh tử con người sẽ bộc phát ra tiềm lực, rõ ràng xương bả vai đau đến mức khiến nàng sắp ngất đi, nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng, trên mặt lộ ra vẻ u buồn, ai oán. Không có thuật pháp lại ra sao? Người cứ đem ta ném ở chỗ này, mau trở về cùng Ngọc Tì bà đợi mệnh thiếu niên nheo lại mắt, lại không nói chuyện. Nữ tử cục mắt, nói, diệt thành thang thiên hạ, bất luận thành bại hay không, bất luận ngươi và ta có thể thành công lui thân hay không, diệt thế tạo sát nghiệp ngập trời. Ngươi và ta sao có thể thuận lợi tiến phong thần bảng, chỉ sợ là phơi thây giữa đường, thiếu niên và cô ích buồn giàu nhìn nhau. Thần sắc gã thiếu niên dịu lại, chiếu thư diệt thế chỉ có ba yêu bọn họ tiếp được cảm thấy an tâm một chút, hẳn dùng lực tay kéo nàng đến bên cạnh đứng giữa đám mây, phát hiện bàn tay nàng khẽ run lên, cho là nàng thẹn thùng, liền buông tay ra, nói, nữ hoa dù sao cũng là thần sáng thế. Nàng đã ưng thuận sau khi chuyện thành công sẽ cho chúng ta lên hàng tiên nhân, nàng sẽ không nuốt lời. Nhưng dù vậy, nàng lệnh cho ta xuống hạ giới dụ dỗ trụ vương nàng quay mặt đi hay gò má ửng đỏ cắn môi nói dù là ta có ra sao cũng sẽ không đi làm chuyện dơ bẩn như thế ta đã phế đi yêu lực trên người ta ngươi hãy đi cầu nữ oa tìm người khác đi hắn nhíu mày ngươi uống huyền đan lại phế đi một thân yêu lực của chính mình nàng quật cường hé miệng ánh mắt ảm đạm trong lòng thầm vui mừng mới vừa rồi bất cứ giá nào to gan thử một lần ai dè mời bạn đọc tiếp tại trang chớ cười ta hồ vi trang 4 tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện kênh truyện HTTP. M, khu tay game, com, đọc chủ yên, 940 cho kiwi ta hồ vi page trừ 4. HTML thăng IXZZ2YBSW một ip cũng có thể chó ngáp phải ruồi. Hừ, người cho rằng đây là trò đùa sao? Thiếu niên cả giận nói, ngươi cho rằng làm như vậy nữ oa nương nương sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngày hôm đó nàng chiêu yêu lựa chọn ba người chúng la, đây cũng là thiên ý, không thể quay lại. Một câu thiên ý liền muốn ta. Ngữ khí nàng ngập ngừng, hiện giờ yêu lực của ta đã tận phế, không khác gì với phàm nhân, nếu chuyện bị bại lộ làm sao có thể tại bên cạnh trụ vương bình yên thoát thân. Hừ, này cũng là ngươi mình làm mình chịu nữ tử phảng phất như dần dần chấp nhận mệnh, người đã cùng ta thụ chiếu mệnh của nữ hoa nương nương, vậy, nàng quay sang nhìn hắn, trong mắt ẩn mang lệ quang trong suốt, tư thái yếu nhược vô cùng. Thấp giọng nói, người có thể bảo vệ ta không? Thiêu niên trong lòng vừa động, từ thuở nhỏ hắn đã cùng Ngọc Tì bà tu luyện ở hiên viên mộ, chưa hiểu thế sự. Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối như vậy của nữ tử, tuy là nàng hơi già chút, nhưng hình dạng này cũng khiến người có vài phần động tâm. Thường nghe người ta nói, Hồ Tính Thiện dâm, nhưng Hồ yêu trước mắt lại thật trinh liệt khí khái, thiếu niên nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Nàng thật sâu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, gật đầu. Ta là mị hỉ, đợi đến hiên viên mộ ta liền dẫn ngươi đi gặp Ngọc tỷ bà. Ta, cô ích thống khổ xoàn suýt vài giây, vẫn là vô pháp thản nhiên tiếp thu yêu nghiệt danh tự đát kỷ này, đưa ra vẻ thân mật nói, người gọi ta là Tô Tô đi. Hai người rất mau bay qua khỏi ngọn núi rừng, vừa mới ra khỏi, hỗn thấy mơ hồ dưới chân một loạt âm thanh ồn náo ồn ào cộng náo nhiệt mị hỉ dù sao thiếu niên tâm tính, tò mò quan sát, chỉ thấy mấy vị thầy mo mặc áo đen đang nhảy điệu múa trừ tà quanh mai rùa trên giàn tế, xung quanh giàn tế quỷ lúc nhúc. Líu nhíu một đám nô lệ. Hắn không kiêng nể gì mà dẫn dắt cô ích, không đúng, hiện tại nên kêu nàng là Tô Tô, hai người bay tới giàn tế. a à, là đám người ban nãy đây mà. Tới gần, Tô Tô phát hiện một ít gương mặt quen quen trong đám người đó cùng lúc đó, lão già trên giàn tế cũng phát hiện bọn họ yêu quái. Chính là yêu quái hồi nãy, nàng phá pháp lực của ta hiện giờ còn đang chuẩn bị cùng đồng bọn trốn đi. Này giờ vẫn cùng mị hỉ dùng tâm âm trò chuyện, tô tô thiếu chút nữa quên, nàng căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ nơi này. Nhìn thấy lão nhân lại bắt đầu hưng phấn chỉ về phía nàng Bolo Ba La, nàng quay đầu nhìn mị hỉ, hỏi, hắn đang nói gì với ta thế? Mị hỉ vui đùa nói, hắn đang vấn an ngươi đó, ngươi có muốn cùng hắn chào hỏi hay không? Tô tô nhíu mày, ôn nhu phất phất tay với lão thầy mo, lớn tiếng thăm hỏi, các ngươi hảo. Nàng đang cười ta, yêu nữ đang cười nhạo ta, yêu nghiệt to gan, yêu nữ. Phía dưới các nô lệ nhao nhao kinh sợ đứng dậy thối lui, mị hỉ mang theo tô tô bay lượn vài vòng trên đỉnh đầu bọn họ ở vòng bay cuối cùng mị hỉ ác ý điều khiển đám mây lao vù xuống làm đám nô lệ hoảng sợ vạn phần, nương theo sau là trận kình phong. Đát kỷ đột nhiên mặt tối sầm, phải biết rõ, trang phục của đám nô lệ này chỉ là cái khố sơ sai. Tức là chỉ có một miếng vải buông thỏng để che dậy, trận gió mạnh này làm miếng vải tung bay. Tô tô cả đời này, chưa hề gặp qua tập thể đồ sộ như thế dắt chim đi dạo ở nơi núi rừng tĩnh mịch. Nàng khóe miệng run rẩy, ngươi vừa rồi. Là cố ý sao? Thiếu niên rõ ràng gật đầu, đương nhiên. Bằng, bằng tương đương tương đương o tương đương tương đương hoàng hôn hiên viên mộ. Trước khi mặt trời lặn rốt cục đuổi tới, ban đầu nhìn thấy xào huyệt của bọn họ là trong khu mồ mả, mặt tô tô trắng bạch, may mà mị hỉ mang nàng trở ra, mới biết có khoảng trời, chân trời, một cõi riêng mồ mã đã bị nhóm yêu quái mở rộng thành một cái lăng mộ khổng lồ xa hoa, tất cả lăng mộ đều có một viên lục dạ minh châu chiếu sáng, trong hắc ám phát ra ánh sáng xanh lục và trắng. Vô số viên minh châu làm vùng đất này chiếu sáng như ban ngày. Người là đát kỷ. Em thanh hoài nghi cất cao, một nữ tử mặc cầm trang màu xanh bích, đầu đội mũ cuốn, giữa đôi mày có một điểm chu sa tươi đẹp, bộ dạng ngươi sao già như vậy. Tô tô thiên hồ tuổi thọ lâu dài, tướng mạo này của ngươi như vậy là thế nào? Cặp mắt khắc nghiệt của nàng làm Tô Tô liên tưởng tới cô giáo chủ nhiệm thời trung học, Tô Tô mở miệng ngập ngừng ta một tiếng, rồi làm ra vẻ có chuyện khó nói mà ngừng lại. Mị hỉ không tốt bụng gì tiếp lời, còn không phải tại nàng lúc trước không nguyện ý thụ chiếu mệnh xuống hạ giới của nữ hoa nương nương, liền lén uống huyền đan phế đi yêu lực hiện tại hình dạng này đại khái là tại nàng gây sức ép cho chính mình, không tình nguyện đi dụ dỗ trụ vương. Ngọc tì bà trên chán tuôn ra gân xanh, với hình dạng của nàng, muốn dùng sắc dụ dỗ trụ vương cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng, hiện tại cư nhiên còn. Người cho rằng trụ vương thích gái lỡ thì sao? Tô tô, ngọc tì bà miết ngón tay ngọc lên mặt tô tô, cái mặt này, nếp nhăn này. Làn da lại quá nhám, ý trong lời nói của ngọc tì bà là mặt Tô Tô đầy nét nhăn, làn da cũng đã lão hóa. Tô Tô, đè xuống xúc động đưa tay dụi mắt, Tô Tô đột nhiên cảm thấy chính mình như thể cằn cỗi, cô tịch. Ngọc Tì bà Hà khắc đi xung quanh nàng vài vòng, cấp người nửa năm thời gian, trong nửa năm này, ta muốn ngươi đem thân thể, ánh mắt cử chỉ, mị thái, kiều, hờn, nhu, khóc một lần nữa tu luyện, đát kỷ. Người phải gắng tiếp thu. Thực là cường thế mà lại khủng bố quyết đoán A, à, Tô Tô. Quyển 1 chương 3, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio com Chẳng lẽ liền muốn như vậy bắt buộc nàng làm hồ ly xui xẻo? Cứ xem như làm hồ ly đi, cũng không nên đi làm cái loại yêu nghiệt hồ ly tinh tiếng tăm nhơ nhuốc, độc ác sau này chết thê chết thảm. Tô, tô buồn bực đối diện với tấm gương đồng mờ nhạt, trong kính mông lung ảnh ngược ra một đôi tai nhọn bạch nhung, giờ phút này đã bị bắt đến xào huyệt yêu quái làm tù binh nghĩ đến mị hỉ và ngọc tì bà cũng không phải cái thiện nam tín nữ gì, nàng liền xem như tất cả không như nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì không trâu bắt chó đi cày. Nàng nhíu lại mi, đưa lay vào túi tìm tòi, sờ soạng một lúc lâu sau mới ý thức nơi này là thương chiều, làm gì có 555 cho nàng, nghiện thuốc lá nhưng không cách nào giải tỏa tô tô buồn bực sờ sờ làn môi. Cố dằn cho nước miếng đừng nhiễu xuống trong gương đột nhiên hiện ra thêm một thân ảnh, mị hỉ đưa tay sờ sờ lỗ tai nàng, lông xù mềm mại, cảm giác cũng dễ chịu. Tô tô đột nhiên giật mình, hai tay ôm lấy đôi tai nhọn lùi về sau, ngươi làm cái gì, lực tay mạnh như vậy rủi làm rơi đôi tai xuống thì phải xử lý thế nào đây bằng bằng. Mị hỉ vô tội thu hồi tay, thế nào, hồ tộc không thể mò lỗ tai sao? Đúng, tô tô hùng hồn, chỉ có tình nhân mới có thể làm mị hỉ ồ một tiếng nhanh chóng thu hồi móng vuốt ta thật không biết ngươi cũng lập tức quên chuyện này đi ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu tô tô thở sâu hai tử ngươi nên tiếp thu tâm lý phụ đạo thật đó đừng chậm trễ mị hỉ không có gì ta chỉ nói nhảm thôi nếu như ngươi không có chuyện gì nữa thì trước tiên có thể ly khai không ta muốn nghỉ ngơi thiếu niên cười cười nhìn nàng nói ta đến đương nhiên là có chuyện Ngọc tỷ bà muốn ta chuyển cáo ngươi, ngày mai liền bắt đầu tu nghiệp thân thể và ánh mắt của ngươi, nội trong nửa năm phải tu luyện cho được những cử chỉ mị, nhu, khỏe, hờn, dỗi. Hơn nữa, ngươi hiện tại không phải còn chưa thông hiểu ngôn ngữ nơi này. Cho nên ban ngày là Ngọc tỷ bà buổi tối liền đến lượt ta tới dạy ngôn ngữ cho ngươi. Tô tô, này quả thực là địa ngục nhân gian. Tiếp theo, mị hỉ vứt ra một vật cho tô tô đang hóa đá. Nàng tập trung nhìn kỹ, mai rùa. Chữ giáp mời bạn đọc tiếp tại trang. Chớ cười ta hồ vi trang 5 tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện kênh truyện HTTP. M, khu tay game, com, đọc chủ yên, 940 cho kiwi ta hồ vi trừ 5. HTML thăng IXZZ2EBSLMDWO code. Người biết chữ không? Tô tô. Mị hỉ nhướng cao mày, nhẫn không được lại thượng hạ đánh giá nàng vài lần, đến tột cùng lúc trước nữ oa căn cứ vào cái gì mà tuyển ngươi A, họa quốc yêu nghiệt yêu cầu. Chỉ ít cũng không thể thấp như vậy. Tô tô ủ rột nói. Ta cùng không biết rõ. Trong lòng âm thầm rơi lệ, vì cái gì tất cả người sau khi xuyên qua không phải văn hào thì cùng ít ra cũng là một phần từ trí thức, còn nàng, tốt xấu cũng đã đọc sách thánh hiền 16 năm thế nhưng tại thời đại hoang dã này lại trở thành kẻ mù chữ. Đáng khinh bỉ bằng bằng, chật, xem ra chỉ có thể dạy ngươi lại từ đầu mà thôi. Tô tô liếc hắn một cái, hạ mình, vẻ khổ sở động lòng người ngưỡng vọng hắn, vậy xin nhờ cậy ngươi. Mị hỉ gặp hình dạng bày tỏ dễ thương này của nàng, vỗ vỗ vai nàng, đêm nay tha cho ngươi một lần, ngày mai ta bắt đầu dậy trong nháy mắt tay chân chạm vai nàng, phái hiện nàng khẽ run, mị hỉ rút tay về, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi cư nhiên lại yếu nhược như vậy. Tô Tô tự biết bị hắn phát hiện bả vai bị thương lúc đằng vân, chỉ nhỏ nhẹ nói, từ sau khi yêu lực bị phế đi, thân thể của ta không khác gì với cơ thể của phàm nhân. Người thực phải mị hỉ ác ngôn muốn ra miệng lại nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nàng, chỉ phải miễn cưỡng đè xuống, nói, nếu vậy, ta liền độ cho ngươi một ít yêu lực, ngươi hãy gia tăng tu luyện. Hy vọng có thể sớm khôi phục được. Được ta nhất định sẽ gia tăng tu luyện, nhưng yêu lực cũng nhất định sẽ không khôi phục. Mị hỉ chế trụ mạch môn tay trái của nàng, trong chốc lát, Tô Tô chỉ thấy một cỗ âm khí cực lạnh theo động mạch cánh tay trái đi về hướng trái tim cánh tay bị cỗ hàn khí này phảng phất đông lạnh đến cực hạn nhưng sau cùng lại phảng phất như kết băng tại tim rõ ràng là giữa hè lại giống như khỏa thân trong trời đông giá rét quanh thân máu cơ hồ ngưng kết ngừng vận chuyển thấy khuôn mặt nàng đổi sang trắng bệch có vẻ sắp ngất tới nơi mị hỉ chỉ có thể phẫn nộ ngừng tay ngươi thật sự là quá yếu cấp tạm cho ngươi nhiêu đó yêu lực thôi chờ ngươi tu luyện cứng cáp ta sẽ vì ngươi độ lại một lần nữa còn muốn độ. Tô Tô nội tâm khóc thét, nhưng trong tình thế thua chị kém em, cũng chỉ có thể vâng dạ đáp ứng. Mị hỉ chán nản lắc đầu, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Tô Tô thấy mị hỉ đi rồi, buồn bực tại chỗ suy nghĩ vài giây, đây mới chỉ là ngày đầu tiên, muốn che lấp thân phận, người, đã gian nan như thế, ngọc tì bà không dễ gạt như tên tiểu quỷ mị hỉ thời gian nửa năm này nên làm sao để vừa không lộ ra sơ hở còn thừa dịp kiếm thời cơ trốn đi huống chi chân chính đát kỳ tuy rằng giờ phút này chưa có tin lức nhưng cũng phải dự trù tới một ngày nào đó nàng ta sẽ đột nhiên xuất hiện đến lúc đó bọn họ phát hiện nàng chẳng những là cái đồ giả mạo thậm chí còn không phải là yêu quái kết cục sợ là còn nếu là đát ký không hiện ra, nàng nhất định cũng khó trốn khỏi việc thay thế đát kỷ vào cung diệt thế, tối hậu không phải diệt thế thành công bị Khương Tử Nha áp đặt. Chính là diệt thế thất bại chết trong cuộc đấu trọi của hậu phi trong cung. Giấu giếm là chết, thẳng thắn cũng là chết. Thành công là chết, thất bại cũng phải chết. Tô Tô khóc không ra nước mắt, đột nhiên vô cùng thông cảm, đồng tình cho số phận của hồ ly tinh xui xẻo mắt thấy đêm đã thật khuya tô tô thở ngắn than dài kế hoạch trốn đi chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn trước mắt chuyện tối trọng yếu là ngày mai tu nghiệp thân thể làm sao lừa được ngọc tì bà đôi tai này sống chết gì nàng cũng phải mang tuyệt đối không thể tại tu nghiệp nửa đường lại bóc ra nàng quay đầu xác nhận xung quanh không có người liền tiến đến trước gương đồng tháo đôi tai nhọn xuống một chút lúc giơ tay lên cảm nhận xương bả vai đã khôi phục như lúc ban đầu hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn toto tô tô nở nụ cười xem ra yêu lực cũng có chỗ hay a à, nhưng một giây sau nàng liền lập tức cười không nổi bởi vì đòi tai nhọn đó không cách nào tháo xuống được sao lại như vậy toto tô tô kích động dùng lực kéo mạnh lỗ tai một chút kết quả là một trận da thịt đau nhức ập tới toto tô tô kêu đau một tiếng liên tục không ngừng dừng lại động tác hai tay xoa xoa lỗ tai chỉ thấy lông tai nóng mơ hồ làm đau trong gương đồng, đôi mắt màu hổ phách của Tô Tô hiện ra càng bắt mắt, Tô Tô đột nhiên nghĩ không biết có thể tháo cặp kính sát tròng xuống được không, nghi là làm. Hai tay cẩn thận dè giặt búng mí mắt thăm dò một cái. Quả nhiên, lần này cũng không gỡ xuống được, nếu tiếp tục níu kéo nữa, đôi mắt của nàng có thể hay không rớt ra luôn bằng bằng. Chẳng lẽ lúc mị hỉ độ yêu khí cho nàng, thân thể của nàng nhất thời xảy ra rủi ro? Tô Tô cảm thấy số phận nàng thật là đen đủi kể từ khi xuyên qua, đành phải tới đâu hay tới đó vậy. Nếu kính sát chồng đã không còn cách nào gỡ ra được cho dù nàng có thành công trốn khỏi đám yêu quái này thì cũng sẽ bị phàm nhân cho là yêu quái mà truy giết. Người là do người sinh ra, yêu là do yêu sinh ra, giờ phút này nàng người không ra người, yêu không ra yêu, chỉ có thể thầm nén bi phẫn mà chịu đựng kiếp sống thê thảm này. So sánh với giờ phút chán nản bi thảm này, rất nhiều năm sau, một quyển sách liên tục chiếm giữ vị trí hàng đầu của làng sách Thanh Khâu, thu hút hàng vạn hàng nghìn hồ ly tranh nhau truyền đọc. Quyển sách này tên là, Làm sao để trở thành một tối thượng hoàn mỹ hồ ly? Tác giả quyển sách là Tô Đát Kỷ. Quyển 1 chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio com. Làm sao trở thành sử thượng tối hoàn mỹ hồ ly tinh, thế tiến công thứ nhất mục đích tiến công chiếm lấy tâm tư đế vương thân thể khỏe mạnh là điều kiện hàng đầu trên thế giới này mỹ nam biết thưởng thức quá hiếm cho nên vĩnh viễn đừng trông cậy vào cái gọi là đế vương có ba nghìn giai lệ trong hậu cung kiên nhẫn đào móc khám phá vẻ đẹp tiềm tàng trong nội tâm của ngươi ra khỏi vẻ bề ngoài thô tục bình thường của ngươi thế nên chỉ có bốn phương pháp thứ nhất lâu ngày sinh tình cộng trời cho cơ hội khuyết điểm nếu muốn lâu ngày sinh tình cần phải lúc nào cũng dính trên người hoàng đế không một phút xa rời nếu như ngươi có khả năng và kiên nhẫn ngồi bên cạnh hắn chờ đợi hắn chán chê các bụi hoa đẹp rốt cuộc mệt mỏi quay đầu phát hiện ngươi vẫn chờ đợi hắn đương nhiên giờ phút đó ngươi cũng đã kiên trì cầm cự không bị nhóm mỹ nhân bên cạnh hoàng đế xử lý ngươi nếu lúc đó hắn vẫn chưa muốn sủng ái ngươi ngươi phải tiếp tục nhẫn chờ đợi chờ đợi chờ đợi cho tới khi hoàng đế bắt đầu nảy sinh tình cảm với ngươi về phần trời cho cơ hội cái này cần ngươi một ngày một đêm cầu nguyện cho đối phương bị té ao hoặc là rơi xuống vách núi hoặc là cùng ngươi trải qua hoạn nạn có nhau thậm chí là cầu cho đối phương bị thương nặng lúc này ngươi mới có thể phát huy ra tài năng y dược hoặc là mưu lược của ngươi nếu không nữa thì chính là phương diện võ nghệ văn học thiên phú của ngươi toàn tâm trợ giúp hắn đương nhiên sau khi chuyện thành công cũng phải dự phòng hắn có thể hay không bởi vì công lao ngươi cao hơn chủ mà tâm cơ thâm trầm muốn đem ngươi đi giải quyết trước phải phòng bệnh hơn chữa bệnh bởi vậy nếu trời cho các chị em một cơ hội xuyên qua thỉnh cầu các ngươi ngàn vạn lần đừng lựa chọn con đường theo đuổi hoàng đế thứ nhì không giống người thường khuyết điểm không giống người thường chính là mặc kệ chúng nữ nhân chung quanh lại nhảy nhiều lời, người thì im lặng là vàng, chúng nữ nhân hết sức nhỏ nhắn mềm mại. Người liền phải đẩy đà nhục cảm, chúng nữ nhân ngàn y trăm thuận, người tự chủ độc lập, chúng nữ nhân bắt bướm theo hoa, người múa đao lộng mời bạn đọc tiếp tại trang. Chớ cười ta hồ vi trang 6 tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện kênh truyện HTTP. M, khu tay game com doc chú yên 940 cho kiwi hovipec trừ 6 html thăng ixzz 2 ybsz 4 n phiêu kiếm chúng nữ nhân đương nhiên điều kiện đệ nhất tiên quyết là hy vọng ngươi sẽ không bị khai quật trước bởi vì quá mức kinh thế hãi tục mà bị trầm mình nếu như vận khí ngươi không tệ tránh được điều kiện khắc nghiệt này, như vậy có thể khẳng định một điều rằng trong mắt đối phương, ngươi tuyệt đối là một kẻ bắt mát. Bất quá, là hạc trong bầy gà hoặc là gà giữa bầy hạc bị kẻ tiểu nhân để ý thì ngươi chết chắc. Thứ ba, toàn thế giới này chỉ có một nữ nhân là ngươi, nếu đối phương không bị PD thì ngươi chính là lựa chọn duy nhất. Khuyết điểm, trong thế giới đam mỹ đang hoành hành, muốn cam đoan hắn nhất định là thà gãy chứ không cong thật sự là một chuyện phi thường khó khăn. Người xác định có thể tại trong một đám tiểu thụ đông đảo kiều mị mở một đường máu, trổ hết tài năng. Thứ tư, nếu ba điều trên đã làm các vị triệt để tuyệt vọng, các vị lại không muốn vọng tưởng đi đường tắt, vẫn là thành thành thật thật dùng thực lực của mình đi con đường chính. Cho dù không hội đủ điều kiện, vẫn là có thể nỗ lực trở thành hậu thiên mỹ nhân. Đầu tiên phải hiểu được dấu rốt. Ngón trò của Ngọc Tì bà hướng gương mặt tô tô trà trà sát sát, làn môi ngươi quá mỏng, làn da không đủ căng, còn có tóc, vóc người không đầy đặn, ngón tay a à, lại có vết chai. Thực là không thể tha thứ. Tô Tô, cúi đầu nhìn vết chai giữa các ngón tay, này, cầm bút nắm hơn 10 năm thế nào có khả năng không để lại cái kén. Mị hỉ đỉnh đạc ngồi ở một bên nhìn thấy Tô Tô bị ngọc tì bà trà đạp từ đầu đến chân, trường linh vũ tươi đẹp lúc ẩn lúc hiện ngọc tỳ bà mang theo toto đi đến ngâm suối nước nóng lại soi xét nhìn nàng vài lần tay phải hơi vạch một màn hơi nước bốc lên chậm rãi tụ thành một màng thủy kính hơi mỏng ngọc tỳ bà mở miệng thoát đi a à, cởi quần áo a à, ngọc tỳ bà gắt lên bây giờ cởi bỏ tất cả y phục để cho ta xem ngươi toto chừng lớn mắt ngón tay hướng chỉ về phía mị hỉ hắn thì sao Mị hỉ ôm lấy môi mọng như cười mà không cười nhìn nàng, đương nhiên là vẫn ở lại đây. Vì, vì cái gì? Dù là chấn định như nàng cũng nhịn không được nói lắp nàng vì cái gì muốn để cho một tên tiểu quỷ chưa ráo máu đầu xem. Thân thể nàng, Ngọc Tỳ bà nói, mị hỉ này trăm năm nghiên cứu về nữ tử, tự nhiên thông hiểu yêu thế nữ thể, nam tử thích nữ thể như thế nào? nếu nữ tử chỉ dựa vào việc suy đoán nam nhân thích nữ thể kiểu gì thì chưa chắc đúng, chi bằng để nam tử nói thẳng cho ngươi biết bọn họ thích loại gì. Tô Tô cắn chặt răng, trong lòng vô phương chịu cam lòng, lại cũng minh bạch giờ phút này nàng cùng không cách nào phản kháng được. Mị hỉ lờ đờ uể oải nâng quay hàm, đại nương, đừng do dự, ngươi cho rằng là ta muốn xem ngươi sao. Tô Tô mím môi, trầm mặc một lát, sau dưới sự thúc giục của Ngọc Tỳ Bà, bàn tay chậm rãi rời về phía cái đai lưng, lớp áo ngoài phiêu nhiên chợt xuống, lộ ra nội y màu trắng. Y phục của ngươi thật đặc biệt, Ngọc Tỳ Bà nói. Trang phục nữ tử N thương đa số là áo đuôi ngắn, cổ tròn, ống tay áo hẹp, khố theo bó sát người. Lần đần tiên Ngọc Tỳ Bà nhìn thấy y phục vừa to vừa nhiều lớp như vậy, cũng coi như mở mang kiến thức. Tô Tô dừng lại động tác bị bắt phải khỏa thân trước mặt một cái nam nhân xa lạ để đối phương tuần tra kiểm soát, cảm thấy nhục nhã mà vẫn phải khuất phục, bàn tay nàng rời về sợi dây buộc cái áo. Lần này vô pháp không cách nào tiếp tục động tác. Mị hỉ nhăn lại mi, Tô Tô, ngươi còn muốn kéo dài tới khi nào? Đối với bọn hắn mà nói, chẳng thể hiểu rõ tâm tình khuất nhục của Tô Tô giờ phút này, nhân loại đạo đức và nhục nhã bọn họ khó mà lĩnh hội cũng khó có thể hội ta có thể yêu cầu mị hỉ ẩn thân không? Tô Tô nhỏ giọng nói, thanh âm mang theo vài phần nhiễm yếu, nhìn thấy hắn ta lại khẩn trương. Hừ, thực là phiền toái, vừa mới nói xong, mị hỉ liền hóa thành một sợi khói nhẹ chậm rãi tiêu tán. Tô Tô hạ mắt xuống, cái áo trắng tuột ra, Ngọc Tì bà nhìn thấy đồ lót mặc bên trong của nàng, hiếu kỳ nói, hồ ly thanh khâu đều là mặc như vậy, cũng là một chuyện mới mẻ thú vị. Tô, tô luôn thích mặc áo quần bằng bông, da nàng trắng, nội y lại thuần trắng bằng bông, lộ ra mái tóc dài đen nhánh, đôi tay nhọn bạch nhung. Khuôn mặt vô tư cùng một đôi đồng tử màu hổ phách lại càng làm tăng thêm sức mạnh hiện ra vài phần cảm giác hồn nhiên thoát tục. Cặp mắt ngọc tì bà soi xét dao động trên cơ thể nàng. Tô, tô lột xuống cái quần lót duy nhát còn lại trên người, thân thể trần chuồng lõa lồ đứng trong màn hơi nước mỏng bốc ra từ suối ôn tuyền. Tuy rằng không có nhìn thấy thân ảnh của Mị Hỉ nhưng cũng có thể cảm giác được cặp mắt của hắn đang tuần tra trên thân thể nàng, tương đương tui xịt máu mũi à nha a à còng, xem đi. Kẻ yếu chính là vô lực như vậy mà thật đáng buồn. Tô Tô ẩn nhẫn siết chặt ngón tay. Trải qua sáng sớm kiểm tra, Mị Hỉ và Ngọc Tì bà trao đổi lẫn nhau, ngực Tô Tô đẫy đà, bắp đùi lại không đủ căng đầy mạnh mẽ, dưới chân da chết quá nhiều, cánh tay thon dài lại hơi khô giáo làn da không đủ mềm mại căng nhuận tô tô mặc vào y phục màu tím mà ngọc tì bà cấp ống tay hẹp vòng quanh cánh tay áo có những hoa văn hình mây nàng còn chưa kịp ngó thử xem phục sức thương triều nhìn ra sau liền bị ngọc tì bà và mị hỉ mang đi chúng ta định đi đâu ngọc tì bà trả lời vì ngươi đi tuyển nước hoa hương sau một lát hai người đã tới một cái động chất vô số bình xứ miệng mỗi một bình đều nổi lên một nụ hoa các loại chính giữa đóa hoa đều có chứa một giọt xương long lanh dưới ánh sáng nam thuộc cương nữ thuộc nhu thân là nữ tử tự nhiên muốn thân thể có mùi hương yêu kiều quyến rũ hậu cung trụ vương phi tử đông đảo ngươi tự nhiên muốn tiển một mùi hương đặc biệt riêng để hắn nhớ kỹ ngươi Tô, tô quay đầu liếc nhìn Ngọc Tì bà một cái, nguyên lai yêu quái cổ đại cũng có ý thức vượt mức quy định như vậy. Mị hỉ tiện tay ngoạm một cái bình xứ, lúc chúng ta còn chưa thành yêu giống được mơ tưởng theo đuổi giống cái, trên người giống cái cũng tản mát ra một loại mùi dụ dỗ đối phương. Với nữ nhân, mùi hương đặc biệt cũng có cực hạn dụ hoặc nam nhân. Tô Tô đối với hương vị cũng có vài phần nghiên cứu đã quên tại nơi nào đã từng thấy qua, khi nữ nhân thử nước hoa. Phun một điểm lên quay hàm, kêu là thổ khí như lan, phun một điểm sau ót, kêu là xương mù tóc mai phong hoàn, phun một điểm lên khuỷu tay, kêu là cổ tay trắng hương tiết, phun một điểm lên mắt cá chân. Kêu là bước sen nhẹ nhàng, phun một điểm ở bắp đùi, kêu là hoa mai di động. Tô tô lướt qua một đống bình xứ, cầm lấy một bình, đi đến bên cạnh ngọc tỳ bà, nói ta chọn xong. Mị hỉ hỏi, xác định. Ta rất xác định, Tô Tô gật đầu. Quyển 1 chương 5, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Hiệu ứng danh nhân đúng là phi thường cường đại, sau này khi đát kỷ nổi danh thiên hạ, ngay cả nước hoa của nàng cũng được vinh danh là hương trung thánh phẩm. Nhất thời tranh mua không còn, cung không đủ cầu. Hậu nhân có thi ca ngợi. Ngô địa xuân hàn hoa liệm vãn, bắc quy nhất lộ trích hương lai quyển tập tục thiên hồ có bài thi đồ mi lộ viết rằng quỳnh giao trong suốt thơm tập nhân nhược cam lộ yên di nữ lấy trạch thể ngấy phát hương vị kinh nguyệt bất diệt sao đừng ai hỏi mình câu này nghĩa là gì mình ngậm hột thị rồi bằng sao có người hiểu chuyện hỏi tô tô năm đó trong ngàn vạn chủng loại hương hoa trong đông đảo biển hoa vì sao ngươi lại chọn mùi hương này Toto dịu dàng mỉm cười, có lẽ là có một loại cảm ứng kỳ lạ, chỉ dẫn ta lựa chọn nó. Kỳ thật chân tướng là lúc đó nàng chỉ nhìn thôi đã hoa cả mắt, còn sức lực đâu mà phân biệt được cái nào với cái mời bạn đọc tiếp tại trang. Chớ cười ta hồ vi trang bảy tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện kênh truyện HTTP. M, khu tay game, com, doc chủ yên, 940 cho kiwi ta hồ vi trừ 7. HTML thăng IXZZ2 y tự nào, chỉ vì lúc đó Ngọc Tì Bà và Mị Hỷ liên tục thúc giục nàng, nàng mới tùy tay cầm lấy một cái bình xứ gần nhất mà thôi, bằng bằng. Nếu như muốn hỏi Tô trong khi tu luyện, ấn tượng sâu đậm nhất của nàng là gì? Tô nhất định hồi đáp, phép tu lột ra cách một ngày sau khi tô tô chọn nước hoa một cỗ đau đớn như bị vô số kim đâm làm nàng bừng tỉnh mở mắt ra nàng phát ra một tiếng thét chói tai cao vút tình huống này một nữ nhân bình thường làm sao chịu nổi rõ ràng đêm qua là nàng nằm trên giường an ổn nhập mộng ai ngờ ngày hôm sau tỉnh lại nàng tại phát hiện nàng đang ngâm thân trong một cái ao trên người có vô số tiểu ngư to bằng ngón cái màu tràm tiểu ngư đầu hình tam giác, thân thể linh hoạt như thoi đưa du động, vây đuôi màu tím uyển chuyển, rất là khả ái. Đương nhiên, nếu là ở trong trường hợp khác Tô Tô nhất định dành thời gian ngồi ngắm nó, nhưng giờ phút này toàn thân bị bầy cá vây quanh gặm gặm, Tô Tô thật sự rất khó bảo trì lý trí. Mị hỉ lười nhát ngáp một cái, trước khi xong, hãy ngoan ngoãn nằm ở đó cho tiểu ngư bào một hồi toto tô tô đau đến thở không nổi nỗ lực nghĩ muốn đi lên bờ cái này không phải bào này quả thực chính là nhượng ta cho cá ăn không sai a à, chính là nhượng ngươi cho cá ăn mị hỉ thản nhiên nói hiện tại tụi nó còn chưa có ăn no ăn toto tô tô nỗ lực dằn nén nhỏ giọng nói ngươi nói khiến chúng nó ăn ta nhưng lại không được phản kháng ngoan ngoãn để cho chúng nó ăn chờ da chết ra, khô da biến chất trên người đã được ăn sạch sẽ. lúc đó ngươi liền có thể đi lên. mị hỉ nói, hiện tại ngươi không nên cử động. ta chẳng hề nghĩ dựa vào bạo lực bắt ngươi thuận theo ngâm thân một ngày trong hồ. đừng xem thường bầy cá này, nếu không có ta chấn thủ, chỉ sợ ngươi không đến một phút đồng hồ cũng đã bị ăn thành một khối xương trắng. Tô, tô đang bò lên được một nửa nghe vậy ngượng ngùng bò trở về ao, đại khái còn muốn bào ta bao lâu nữa, thanh âm nàng càng ngày càng nhuyễn thân thể thực. Rất đau, Ngọc Tì bà tiếp lời, đại khái là một cái buổi sáng. Đừng lo lắng, sau đó sẽ dùng rong xanh chữa trị da cho ngươi. Khoảng thời gian nửa năm này, ngươi mỗi 10 ngày bào một lần, cho đến khi cả người ngươi không còn một chỗ nào thô giáp, làn da non mềm mịn màng, trong suốt nhãn mịn mới thôi sao mình khoái phương pháp này a à sao trong nháy mắt mặt Tô, tô xanh lè thế là trong suốt nửa năm cứ mỗi 10 ngày Tô, tô bị bào ra một lần da mới mọc ra chưa bao lâu đã bị bào tiếp cứ như vậy da thịt nàng càng ngày càng mẫn cảm cơn đau đớn như kim châm đối với nàng mà nói là một cực hình đau khổ khó nhẫn Tô, tô không thể thở nổi hồ ly tinh thật không phải để người làm a à thể thuật trong khi tu luyện, trừ bỏ loại trừ tì vết ở ngoài thân thể còn phải rõ ràng nhận thức được ưu thế của chính mình, phải biết đem điểm nổi bật phô trương ra. Ngọc tì bà bảo Tô Tô ngồi xuống bàn trang điểm, đem kính lúp ra soi trên mặt nàng, Tô Tô cũng phối hợp, hai mắt cụp xuống, thuận theo lời Ngọc tì bà. Mị hỉ ở một bên nhìn thấy nàng ngoan ngoãn cục mắt, hình dạng hiền thục khiếp đảm, đột nhiên cảm giác hình dạng này của nàng giống như đang ẩn nhẫn chờ thời cơ mà động thủ. Một khi thời cơ chín muồi không chừng lại quay đầu táp một họ một cái. Ngọc Tì bà lên tiếng, nhìn mặt mày ngươi, Tì rằng nhu hòa thuận mắt, lại cũng không phải thập phần kinh diễm A. À. Tô tô, ô, một tiếng, thực là thực xin lỗi A, à, ta chính là không có vẻ xinh đẹp yêu nghiệt như các ngươi A. À. Đôi mắt ngươi nếu dài thêm một chút nữa thì đẹp, chứ hiện tại thì hồn nhiên có thừa nhưng dễ thương lại không đủ, hồ ly thanh khâu không phải lấy mỹ thuật nổi tiếng nếu không nhờ hình dạng và lỗ tai của ngươi, ta thực nghĩ phải kiểm tra lại lai lịch của ngươi. Tô Tô lờ lời nói của Ngọc Tì Bà, chỉ hỏi, ngươi có đại phấn không? Ngọc Tì Bà nói, đại phấn thì có, ngươi muốn họa mi sao? Hình mi của ngươi cũng ổn mà. Không phải họa mi. Tô Tô nhận đại phấn từ tay Ngọc Tì Bà, từ trước nàng ngoạn cosplay kỹ thuật hóa trang phải nói là bậc thầy, giờ phút này nàng cầm đại phấn, cẩn thận vẽ một đường dài ở mát quấy đuôi mắt lại dùng lực vẽ hách lên. Trong nháy mắt cả khuôn mặt liền có thêm nhiều phần cảm giác yêu dã. Ngọc Tì bà tán thưởng nhìn nàng, nguyên lai like đại phấn còn có cách dùng như vậy, nhìn cũng được lắm, nàng tô đậm thêm một chút, như vậy rất bắt mắt so với ban đầu. Tô tô gật đầu, đừng có gật như bữa củi thế kia, người mới chỉ được về tạo hình chứ về thần thái thì chưa được cặp mắt và làn môi, người phải nhấn mạnh hai điểm này, Ngọc Tì bà ngừng một chút rồi nói tiếp. Dung mạo của ngươi cũng không gọi là tuyệt sắc, nếu tạo hình quá mức sẽ phản tác dụng ngược lại chú tâm làm nổi bật điểm chính, mới có thể nhấn mạnh lợi thế trời ban. Nhớ rõ, làn môi và hai gò má chỉ cần dùng màu hồng nhạt, ngược lại một đôi mắt đẹp có thể làm dạng rỡ khuôn mặt lên rất nhiều. Tô Tô lẩm bẩm ghi nhớ, nhưng có một cái nghi vấn đã giữ trong lòng rất lâu, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngọc Tỳ bà thấy nàng như muốn nói lại thôi, tò mò hỏi, có vấn đề gì thì nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng với ta. Vậy, ta liền nói a. À. Tô Tô đang suy nghĩ nên sắp xếp lời nói như thế nào, Ngọc Tỳ bà và Mị Hỷ cũng không có nhiều kiên nhẫn, cứ luôn miệng thúc giục nàng. Vì thế Tô Tô liền nói thẳng, thành thật mà nói, Ngọc Tì bà ngươi bất luận về hình thức hoặc về những thứ khác đều xuất sắc hơn ta, vì sao người lại muốn phí thời gian nửa năm khổ cực dạy dỗ ta, mà không phải ngươi tự mình đi. Mị hỉ vừa nghe xong lời nàng nói, lập tức liền khống chế không nổi bật cười, Ngọc Tì bà, ha ha ha, quả nhiên nàng hỏi ngươi. Tô tô vẻ mặt không hiểu, đây là thế nào? Mị hỉ nói, Tô tô, ngươi nghe danh tự Ngọc Tì bà, phải biết rõ nàng là một yêu tinh Ngọc Thạch. Tô Tô gật đầu. Ngọc Thạch, Ngọc Thạch, ngươi còn chưa nghĩ minh bạch sao? Mị hỉ đột nhiên ái muội kề sát vào bên tai nàng, Ngọc Tì Bà, tức là Thạch Nữ A, à, Tô Tô, hóa đá. Ngọc Tì Bà liếc Mị hỉ một cái, ném một cái gì đó cho nàng. Nguyên Tô Tô tưởng rằng Ngọc Tì Bà đang giận lệnh, kết quả vừa nhìn thấy cái bình xứ trong tay, nhất thời có chút ngây người, ta đã có một bình nước hoa, ngươi không cần đưa thêm đây là lọ đặc biệt để dành cho ngươi trước khi làm chuyện đó lấy ra sử dụng. Toto tô tô cúi đầu nhìn bình nước hoa trong tay, cái bình này là sử dụng ở không sai. Ngọc Tỳ bà hài hước nói bảo trì hoa mai di động về sau trụ vương nếm mùi sẽ không thả ngươi ra được. Sao bó tay hoa mai di động? Hà há, há sao Toto tô tô? Ngọc Tỳ bà tuy rằng ngươi là một tuyệt sắc mỹ nhân nhưng hào quang mỹ nhân vẫn là ngăn không được ngươi thốt lời thô tục a à, thẹn thùng. Ngọc Tì bà thấy Tô Tô cúi đầu không nói, cho rằng da mặt nàng mỏng, bèn trấn an, kỳ thật trụ vương sẽ không bôi nhọ ngươi, bồi hắn vài năm kỳ thật cũng không tính khó chịu. Đúng rồi, ngươi muốn xem hình dạng hắn hay không? Tô Tô lập tức ngẩng đầu, dùng sức gật mạnh. Mị hỉ lập tức không tha buông ra lời diễu cợt, hắn đưa ngón tay khuấy nhẹ chậu nước trên không một chút, Tô Tô, ngươi phải nắm kỹ cơ hội hiếm có này. Tô, tô không thèm để ý hắn chậm gì gì từng bước từng bước đi đến bên chậu nước thật sự là hồi hộp a à, nếu trước mắt xuất hiện một ông già chán hói nàng không thể khẳng định chính mình sẽ không tan nát vỡ vụn a à. ngọc tì bà một tay nhéo mị hỉ xách hắn ra ngoài toto tô tô cố gắng tịnh tâm hít một hơi sâu trong chậu nước dần dần hiện ra một bóng người